pháo đài phía nam được xây dựng trên một sườn dốc giữa pháo đài phía nam và cổng mặt trăng Pao Dan. Vai trò của nó là giám sát và tấn công kẻ thù tiếp cận các bức tường của lâu đài. Không giống như các pháo đài ở khu vực bằng phẳng, rộng, pháo đài này nằm trên một sườn dốc và hẹp. Pháo đài này còn có một cầu thang nhỏ dẫn vào bên trong. Giống như Su Sam Chi trong tiếng Hàn, một bức tường đá được xây bên trong pháo đài và một lối vào đã được xây dựng. Cấu trúc này tương tự như trạm gác cổng ở Suwon Hoa Sung. Pháo đài phía nam và các bức tường lân cận vẫn giữ nguyên cấu trúc ban đầu. Nó được thiết kế để giám sát và bảo vệ khu vực xung quanh pháo đài phía nam. Nó được xây dựng để có thể ẩn nấp và tấn công sau bức tường của pháo đài phía nam. 10 pháo đài được xây dựng ở pháo đài Suwon Hoa Seong. Pháo đài phía nam là không gian nơi có thể thực hiện cả tấn công và phòng thủ. Đó là tòa nhà đảm bảo sự an toàn cho pháo đài Suwon Hoa Seong. Và chắc hẳn đã có rất nhiều binh lính bảo vệ pháo đài Suwon Hoa Seong. Nét độc đáo của pháo đài Suwon Hoa Sung là chuẩn bị thời gian chiến tranh ngay cả trong thời gian bình thường. Mục đích của Suwon Hoa Sung là để bảo vệ an toàn cung điện tạm thời Hoa Sung nơi vua Dung Dâu tạm trú, nhưng ngay cả sau khi nghỉ hưu, vua Dung Dâu muốn giữ an toàn cung điện tạm thời Hoa Sung với mục đích định cư lâu dài. Một pháo đài, được gọi là chi trong tiếng Hàn, là một công trình kiến trúc hướng ra ngoài từ một bức tường pháo đài, được thiết kế để tấn công kẻ thù đang tiếp cận từ bên cạnh. Chi, dùng để chỉ một bức tường nhô ra ở một khoảng cách nhất định. Có 10 loại phô mai ở pháo đài Hoa Sung để bảo vệ lâu đài và tấn công kẻ thù đến gần thành lũy. Tên chi xuất phát từ chữ Trung Quốc có nghĩa là gà lôi, vì chim chỉ rất giỏi ẩn nấp và nhìn trộm. Chi ban đầu có nghĩa là gà lôi vì nó ẩn nấp tốt và giỏi nhìn trộm. Đó là lý do tại sao nó có tên như vậy và được gọi là Chi Sung. Pháo đài Hoa Sung có tổng cộng 10 pháo đài và hình dạng của chúng thay đổi đôi chút tùy theo địa hình. Hình thức pháo đài này có thể được tìm thấy ở các lâu đài trên khắp thế giới. Pháo đài Suwon Hoa Sung có vẻ ngoài đẹp độc đáo,